Cầm cái đơn ha. Chắc đâu có được mấy đồng con. Dạ, con cũng vừa đi học, con vừa để dạy thêm, tới cuối tháng mới có tiền. Nên con phải đi cầm cái đơn để cầm cửa tới cuối tháng. Mỗi tối con tới đây con hát, chú sẽ giúp con kiếm tiền. Chân tình nhận được trong lúc khó khăn luôn là điều giá trị nhất. Hay quá anh Tân ơi. Đúng bà con. Cùng với lòng biết ơn, nó có thể sẽ là hành trang mà người ta mang theo suốt một cuộc đời. Những người rất là sang trọng lịch thiệp, nhưng mà họ không sẵn lòng để chia sẻ âm nhạc với con đâu. Con thấy nơi này là nơi tuyệt vời nhất mà con đã từng tới. Chú rất vui á, là con còn nhớ cái quán nhỏ của chú. Mà càng rất vui hơn á, là vì con biết chia sẻ cho người đến sau. Dạ. Tình người á, luôn có trong cái tình nghệ sĩ. Nhớ vậy nha hai đứa. Cảm nhận những thông điệp nhân văn sâu sắc với câu chuyện tình người trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1.